Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2016. Tôi là Thúy Dương. Còn tôi là Thanh Huyền. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương mục tin sáng, từ ngày 1 tháng 6 năm 2016, người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội sẽ thực hiện thủ tục với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Người trồng rau an toàn ở Hà Nam vẫn chật vật ngay trên cánh đồng và phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Để tìm hiểu về áp lực của người nổi tiếng, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay là cuộc trao đổi của phóng viên Linh Đan và ca sĩ Văn Mai Hương, mặc dù còn rất trẻ nhưng đã từng mắc chứng trầm cảm do rắc rối từ showbiz. Và tiếp theo trong phần cuộc sống bốn phương, sau 30 năm thảm họa nguyên tử, người dân đã quay trở lại sinh sống tại Chernobyl. Các nhà khoa học Hàn Quốc công bố hồng sâm có tác dụng tốt trong việc duy trì sự sống cho các bệnh nhân HIV và có thể là một phương thuốc mới để điều trị căn bệnh thế kỷ này. Vào sáng ngày hôm qua 24 tháng 4, tại quán cà phê Xin Chào Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào, xôn xao dư luận thời gian qua. Điều này đồng nghĩa với việc là ông Tấn không phạm tội kinh doanh trái phép. Theo đó, nội dung quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can xác định ngành nghề kinh doanh của ông Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159 Bộ Luật Hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép là không có căn cứ. Vì lý do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Tấn đã bị đình chỉ trong thời gian khởi tố, đình chỉ mọi hoạt động tố tụng trong vụ án này kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2016. Đặc biệt, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh và ông Hồ Văn Son, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh, hai người đã tham gia tố tụng vụ án quán cà phê Xin Chào. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm báo với những thông tin đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra đầu tuần. Và mở đầu bài viết trong chương mục điểm báo sẽ là bài được đăng tải trên trang 7 báo Lao Động, bài viết về vụ cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung. Bài viết về nhan đề có thể sẽ phải thuê chuyên gia nước ngoài để tìm nguyên nhân. Trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 4 dù là ngày nghỉ, nhưng trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp diễn ra nhiều cuộc họp nóng về sự kiện cá chết hàng loạt ven biển miền Trung. Cho đến phiên họp vào cuối ngày 24 tháng 4, nguyên nhân trực tiếp nào gây ra thảm họa trên vẫn chưa thể xác định. Trả lời phóng viên báo Lao Động, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, cá biển chết hàng loạt ở miền Trung thời gian qua là một sự việc lớn, thiệt hại về kinh tế và gây hoang mang trong người dân. Đã có nhiều đoàn công tác của các bộ ngành trung ương, địa phương lấy mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm. Tuy nhiên đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể nào về nguyên nhân gây thảm họa. Ngày 23 tháng 4, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm có kết luận về nguyên nhân cá chết có phải do dịch bệnh hay không để cho ông còn tập trung vào nguyên nhân khác. Ngay sau đó, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định luôn cá chết không phải do dịch bệnh, khám lâm sàng cũng cho thấy cá chết không bị tác động. Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên nhân được các bên thống nhất là cá bị đầu độc. Nhận định này được đưa ra ngay từ những ngày đầu và đến nay vẫn chỉ nhận định như vậy. Vậy chất độc đó từ đâu ra khiến cho hàng chục tấn cá biển chết đột ngột như vậy vẫn là câu hỏi khiến cho các ngành phải lúng túng. Tại buổi làm việc vào chiều ngày 24 tháng 4,
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành liên quan cần khẩn trương xác định nguyên nhân cá bị đầu độc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo cần phải thận trọng, khách quan, khoa học khi xác định nguyên nhân. Nếu năng lực trong nước không đủ thì đề xuất hợp tác quốc tế. Khi đã xác định được đối tượng xả chất độc thì bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trang 5 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đăng tải bài viết ai đầu độc cá cũng phải bị xử lý. Ngày 24 tháng 4 tại buổi làm việc với Hà Tĩnh về vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết, kết quả phải xác định rõ nếu do các cá nhân doanh nghiệp gây ra thì phải xử nghiêm, không loại trừ bất kỳ trường hợp nào. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám, nguyên nhân cá chết đã loại trừ do dịch bệnh, các yếu tố môi trường nước liên quan đến vùng nuôi qua xét nghiệm cũng đều nằm trong ngưỡng cho phép, trừ 3 mẫu ở Thừa Thiên Huế mang tính cục bộ. Như vậy, nguyên nhân nằm ở các độc tố sinh học hoặc hóa học hoặc là cả hai. Ông Tám nói, hiện các đoàn của Bộ đã lấy mẫu gửi xét nghiệm xem có độc tố sinh học hay không. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ chuyển Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Việc Formosa xả nước thải ra biển là bình thường, có điều hệ thống quan trắc theo dõi có chính xác hay không vẫn là câu hỏi chưa được trả lời một cách chắc chắn. Theo ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì việc xả nước thải đã được xử lý ra biển là bình thường. Cả nước có rất nhiều đường ống xả thải ngầm ra biển, chứ không phải là riêng một nhà máy Formosa. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực xác định rõ nguyên nhân và trong khoảng một tuần tới sẽ có kết luận nguyên nhân cá chết hàng loạt để người dân có thể an tâm nuôi cá trở lại và tiêu thụ cá bình thường. Học tiến sĩ là dễ nhất là nhan đề của bài viết được phản ánh trên trang 5 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng ngày hôm nay. Một chuyên gia xin được giấu tên công tác lâu năm trong lĩnh vực đào tạo tại một trường đại học ở Hà Nội cho rằng quy trình quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo tiến sĩ xem qua có vẻ chặt chẽ và hợp lý, nhưng nếu chiếu từ phổ thông lên đến đại học thì học tiến sĩ là dễ nhất. Học sinh thi đại học phải có giám thị nọ, giám thị kia, giáo viên nào chấm không ai biết. Nhưng với tiến sĩ, mỗi học phần ai chấm, nghiên cứu sinh đều biết. Còn khi bảo vệ luận án về nguyên tắc, như nghiên cứu sinh nộp luận án về cho văn phòng của trường, còn ai chấm, ai phản biện, chỉ trường biết. Nhưng chính những người giữ chìa khóa đó lại là người mở khóa. Cũng theo chuyên gia này, đào tạo tiến sĩ của Việt Nam có hai vấn đề. Thứ nhất là khi thẩm định đề tài còn mang tính xuê xoa. Thứ hai là Việt Nam chưa kiểm soát được vấn đề đạo văn. Nếu kiểm soát tốt đạo văn thì có lẽ một năm không thể sản xuất được nhiều tiến sĩ đến như vậy. Một hạn chế nữa là nghiên cứu sinh hiện nay được đào tạo chủ yếu theo hình thức tại chức, nghĩa là ngồi tại cơ quan mình làm việc, địa phương mình sinh sống để làm luận án. Thỉnh thoảng mới gặp thầy để hướng dẫn theo lịch. Cách đào tạo này không ổn. Theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng cho biết, thì nghiên cứu sinh phải có thời gian tập trung là 3 năm làm việc tại cơ sở đào tạo, tham gia vào mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của cơ sở đó dưới sự kèm cặp của người hướng dẫn và các nhà khoa học khác thì họ mới có thể trưởng thành được. Cũng liên quan tới vấn đề này, ngày hôm nay, báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết Phương thức đào tạo tiến sĩ không giống ai. Bài viết trích đăng ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà giáo dục và cả nghiên cứu sinh về vấn đề này. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Sĩ Tiến cho rằng là không nên mở rộng đầu vào đào tạo tiến sĩ. Theo ông thì ở Việt Nam còn có tình trạng là nhiều tiến sĩ sau khi có học vị này xong thì không hề tham gia công tác nghiên cứu hay giảng dạy. Một tỷ lệ đáng kể tiến sĩ của chúng ta đang làm công tác quản lý, không gắn với các hoạt động giảng dạy hay nghiên cứu khoa học nào. Và theo ông thì hiện tượng đó có thể do công việc nghiên cứu của họ ít hoặc hết ý nghĩa rồi, đã lạc hậu. Hơn nữa, khi tuyển chọn nghiên cứu sinh, người ta đã mở rộng đầu vào và đào tạo những người không cần thiết phải có trình độ tiến sĩ. Đầu vào đào tạo trình độ đại học có thể mở rộng, nhưng đầu vào của đào tạo tiến sĩ thì không cần mở rộng. Còn theo tiến sĩ Lê Đông Phương thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, thì một trong những giải pháp tức thời có thể thực hiện được ngay để chỉnh đốn chất lượng đào tạo tiến sĩ là yêu cầu các cơ sở đào tạo bắt buộc phải thực hiện việc công bố, công khai, toàn văn tất cả các luận án trước phiên bảo vệ cuối cùng để tiếp nhận những phản biện của xã hội. Các ý kiến đóng góp, thậm chí phản đối sẽ tạo ra một áp lực nhất định để cơ sở đào tạo, người hướng dẫn và bản thân nghiên cứu sinh không dễ dãi hời hợt với việc cho ra lò một tiến sĩ giỏi.
Thưa quý vị, vàng không đạt chất lượng theo công bố và sử dụng cân không kiểm định, cân điêu và đủ các kiểu móc túi người mua vàng nữ trang đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện sau khi kiểm tra 1.718 đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng và mỹ nghệ trên 51 tỉnh thành trên cả nước. Thông tin được phản ánh trên trang 6 với bài viết với nhan đề Đủ kiểu ăn gian vàng. Có tới 432 cơ sở vi phạm với mức sai số gấp hàng chục lần tỷ lệ cho phép. Nhưng bên cạnh ăn gian tuổi vàng thì nhiều đơn vị còn lách qua giá để móc túi người mua. Là một người có kinh nghiệm kinh doanh vàng nữ trang, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cho biết, khi mua lại vàng của khách, các tiệm vàng thường dùng phương pháp cân tỉ trọng để thử vàng và phương pháp này thường dẫn đến sai số theo hướng có lợi cho tiệm. Khi đề cập đến con số 25% đơn vị vi phạm các tiêu chuẩn đo lường về chất lượng vàng, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận, dù thông tư 22 về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ đã có hiệu lực 1 năm, nhưng các đơn vị sản xuất kinh doanh vàng khó thực hiện. Đơn giản nhất là quy định dán tem cũng là sai phạm phổ biến nhất. Hiện tại Hồ Chí Minh có hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng nhưng chỉ có vài trăm doanh nghiệp sản xuất. Khi các tiệm vàng mua lại vàng từ các công ty sản xuất, các sản phẩm đã được dán tem đúng quy định nhưng nhiều tiệm lại về cắt bỏ thay vào tem của mình. Ông Trần Thanh Hải cho rằng một tỷ lệ ăn chênh lệch tuổi vàng bất thành văn là 64%, 68% và 75%, tức là đơn vị sản xuất vàng 64% nhưng đến chành, tức là doanh nghiệp kinh doanh là 68% và tiệm vàng bán sản phẩm này ra với vàng là 75%. Ăn gian tuổi vàng chiêu trò phổ biến từ xưa cho đến nay. Tuy nhiên, nếu mua được vàng trang sức đúng tuổi thì người tiêu dùng vẫn bị móc túi như thường và thậm chí là mức độ thiệt hại có khi còn cao hơn. Ngày hôm nay ở trên trang 8 của báo Thanh Niên đăng tải bài viết Phác Thảo tượng Hùng Vương bị tố đạo bài. Một số xì xào về Phác Thảo dự thi tượng đài Hùng Vương ở đền Hùng Phú Thọ đã có vào dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch. Khi đó thì nhóm 3 tác phẩm lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng của cuộc thi tượng đài này đang được trưng bày lấy ý kiến người dân về dự hội đền Hùng. Trang Facebook cá nhân mang tên Người Phú Thọ đã lên tiếng về các chi tiết giống nhau của mẫu Phác Thảo 3 với Phác Thảo khác. Một số họa sĩ đã chuyển thông tin này tới báo chí. Cụ thể là Người Phú Thọ cho rằng phương án HV01 và HV02 đã tiếp tục phát triển và hoàn thiện theo ý tưởng từ bước 1 với những tìm tòi của riêng họ. Trong khi đó thì phương án HV03 hình như đã mượn ý tưởng về lúa, về mây, về bệ vuông tròn từ hai phương án còn lại. Về khả năng mẫu này đạo của mẫu kia, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một thành viên của Ban giám khảo cho biết cần phải xem cụ thể. Tuy nhiên theo quy trình thì điều đó khó có thể xảy ra bởi vì ông Thành cho rằng người này có xem được của người khác, công ty này có xem được của công ty khác đâu. Ai người ta cho xem, chỉ khi nộp lên Phú Thọ mới biết tượng như thế nào chứ. Bản thân họ cũng phải bí mật chứ ai công ty này sang xem của công ty khác được. Ngoài ra thì trong một nhà nghiên cứu mỹ thuật sau khi xem hình chụp cho biết là ông cũng không hề thấy sự thuồng hay là đạo nào của mẫu ba cả, bởi vì mô típ mây, lửa, lúa có rất nhiều trong điêu khắc của Việt Nam nên không thể chỉ dựa vào đó mà nói là thuồng được. Chưa kể là bệ của mẫu ba cũng hoàn toàn khác so với hai mẫu còn lại. Thưa quý vị, khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là bài viết được phản ánh trên báo Tiền Phong, bài viết với nhan đề đề xuất xây 5-7 đập trên sông Hồng. Trước tình trạng khô hạn, sông Hồng cạn trơ đáy nhiều năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong một đề xuất nghiên cứu đang đề xuất xây dựng từ 5-7 đập dâng trên sông Hồng nhằm nâng mực nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy, xử lý môi trường, tăng mực nước ngầm nhưng không ảnh hưởng đến thoát lũ. Giáo sư Trần Đình Hòa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về vấn đề trên cho biết, hơn chục năm trở lại đây, nhiều đoạn sông Hồng qua Hà Nội trong tình trạng cạn trơ đáy. Lượng phù sa về hạ du giảm sút nghiêm trọng, có những vị trí lòng sông bị sói nước trong sâu từ 2-5 mét so với mặt cắt. Trong khi đó, hoạt động khai thác cát quá mức, sông cạn ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đường thủy, nhiều đoạn tàu mắc cạn, môi trường bị ô nhiễm, nước ngầm cảnh quan bị ảnh hưởng. Các công trình thủy nông không lấy được nước phục vụ tưới đồng ruộng. Trước thực trạng trên, hàng năm vào mùa khô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN xả nước để lấy vào hệ thống thủy nông cho sản xuất nông nghiệp. Theo tính toán, thì EVN phải xả khoảng 5 tỷ mét khối nước mỗi năm cho mục đích trên. Tuy nhiên, thực tế, lượng nước lấy vào hệ thống thủy nông chỉ còn khoảng 20%, tương đương với 1 tỷ mét khối, còn lại khoảng 4 tỷ mét khối chảy ra biển.
Đáng lo ngại là sau khi hết đợt xả nước, lòng sông Hồng gần như trơ đáy trở lại. Lãng phí ở đây có thể hiểu là nếu không xả, thủy điện có thể tích nước phát điện. Giáo sư Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cũng cho rằng tình trạng cạn kiệt ở hạ du sông Hồng vào mùa khô là vô cùng nghiêm trọng. Do vậy cần xây dựng những đập dâng để nâng mực nước ở hạ du sông Hồng từ Việt Trì cho tới biển. Và những đập này thì có chiều cao hạn chế, tràn nước khi cần thiết và được dẹp lại trong mùa mưa để thoát lũ. Tuy nhiên thì số lượng và vị trí xây đập ở đâu cần phải tính toán hợp lý, đảm bảo các yếu tố về kinh tế, dân sinh, cảnh quan và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, mang theo bản danh sách những loại hóa chất mà Formosa nhập về được tờ báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải trong số báo ra ngày hôm qua, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một chuyên gia chống độc đến từ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và vị chuyên gia này đã ngay lập tức chỉ ra nhiều loại hóa chất có độc tính cao trong bản danh sách này. Tất nhiên là cho tới thời điểm này thì chưa có bất cứ một thông tin nào chỉ ra mối liên hệ giữa 297 tấn hóa chất nói trên với lượng nước thải mà Formosa đổ ra Biển Đông. Và đương nhiên là nguyên nhân cá chết cũng chưa được làm rõ. Và hãy cùng các chuyên gia tìm hiểu thêm về vấn đề này. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Bá là chuyên gia chống độc môi trường thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn bản danh sách mà chúng tôi mang tới, ông chỉ ra hơn 10 hóa chất được cho là cực độc. Trong đó khoảng 17, 14, 15 chất là cực độc. Còn lại là một số chỉ còn một số ít chất là có độc ít thôi. Cho nên cái số chất độc ít không có nhiều. Chất cực độc khá nhiều. Mà những cái chất cực độc đó thì những cái chất đó là ở quốc tế người ta đã cấm rồi, sử dụng cho sinh vật và con người. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Bá cũng cho biết có cơ sở để nói rằng hiện tượng cá chết dọc biển miền Trung là do nước nhiễm độc. Ông cũng nhấn mạnh nếu nước biển bị nhiễm độc thì đó phải là loại chất cực độc, phát tán nhanh thì mới có thể gây nên cá chết diện rộng và ở tầng sâu. Cái tác động của gió đông bắc vào thì nó mới lan tỏa theo phía tây nam, ở phía nam của Hà Tĩnh được. Đấy. Thứ hai là những chất này như thơ nói là cái độ hòa tan của nó lớn lắm. Và cái tính độc của nó cực độc, cho nên là cả một chết nhanh như thế. Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng cho rằng rất có thể nguồn thải độc xuất phát từ phía Bắc và bắt nguồn từ lục địa. Ở bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, nó tồn tại một cái dòng chảy dọc bờ ở cái độ sâu tương ứng xa bờ, tương ứng với cái độ sâu độ khoảng 20 mét, và như vậy cái dòng chảy nó như là một cái án ngữ, cho nên cái mọi chất thải từ đất liền ra thì nó đều bị đưa xuống phía nam, thì cái nguồn gây ô nhiễm phải là ở phía bắc. Và cái hiện tượng này xuất hiện từ đầu tháng 4 ở Hà Tĩnh, tương ứng ở cái vùng biển mà gần cái khu vực mà khu công nghiệp, khu kinh tế Vũng Áng. Là một người giàu kinh nghiệm về biển đảo của Việt Nam, lo lắng của ông Nguyễn Chu Hồi không chỉ dừng lại ở việc cá chết khi chất độc có trong nước biển, hậu quả sẽ rất là lâu dài. Thì cái việc lan truyền cái chất ô nhiễm đó không chỉ là tới Huế, mà có thể đến Huế là nó đã giảm rồi, nhưng mà cái lượng mà vẫn còn tồn dư của nó sẽ tiếp tục lan ra đến cửa Vịnh Bắc Bộ. Hiện nay chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân cá chết. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định khu công nghiệp Formosa có vi phạm khi thực hiện việc xúc xả đường ống nhưng không thông báo cho địa phương. Thì vấn đề môi trường cũng không đơn giản. Đấy, có những lúc cơ quan chức năng đến thì doanh nghiệp lại vận hành hệ thống xử lý thải, nhưng không có cơ quan chức năng thì là doanh nghiệp có thể là lại không vận hành, xả thẳng được thải ra môi trường. Thành ra hiện nay chúng tôi cũng đang tìm những cái cách mà có thể kiểm soát được doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp lớn. Chúng ta đều biết rằng một khu công nghiệp trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ được xây dựng ở bất cứ đâu đều phải trải qua những quy định rất ngặt nghèo về đánh giá tác động môi trường và quá trình giám sát xả thải sau khi đi vào hoạt động. Một quốc gia luôn luôn phải cân nhắc giữa phát triển kinh tế và đảm bảo môi trường sinh thái lâu dài. Ở góc độ nào, dân sinh hay doanh nghiệp, thì đích đến cuối cùng vẫn là sự thật. Và sự thật cần sớm được các cơ quan chức năng trả lời. Cho đến nay, câu hỏi vì sao cá chết vẫn là một câu hỏi ngỏ.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau ngày 1 tháng 6 năm 2016, thời điểm chấm dứt giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Nếu người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội sẽ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cụ thể, Bộ Xây dựng đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này. Hiện nhiều người dân thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội lo lắng vì thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng sắp hết, không có nguồn vay lãi suất thấp để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo Nghị định 100 năm 2015 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, hộ gia đình cá nhân muốn vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có các điều kiện như đủ vốn tối thiểu để tham gia vào phương thức vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ, có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Sau khi nhận được đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của công ty cổ phần Everest Global, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp để người tham gia bán hàng với công ty này được biết. Theo đó, nếu Everest Global chưa hoàn thành các nghĩa vụ, người tham gia bán hàng cần có thông báo bằng văn bản tới Sở để đơn vị này yêu cầu công ty trả lại. Đến hết ngày 2 tháng 6, nếu Sở Công Thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp về việc này, thì Everest Global được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ, được giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định. Như vậy, đây là công ty thứ 7 dừng hoạt động kinh doanh đa cấp từ sau vụ công ty đa cấp Liên Kết Việt lừa người dân 1.900 tỷ đồng bị phanh phui. Bên cạnh việc gần đây, Bộ Công Thương liên tục rút giấy phép của nhiều công ty đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một vài trường hợp công ty đa cấp cũng tự nguyện xin ngừng hoạt động bán hàng theo hình thức này. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, thời gian tới, cơ quan này sẽ phối hợp với một số bộ ngành liên quan quản chặt việc kinh doanh thực phẩm chức năng qua mạng. Hiện không cần phải đến tận nơi xem hàng, chỉ cần một cú click chuột là có thể chọn được các sản phẩm thực phẩm chức năng theo nhu cầu sử dụng. Chính điều này đã khiến thị trường mua bán thực phẩm chức năng online trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì bên cạnh sự tiện lợi đem lại thì việc mua bán thực phẩm chức năng qua mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thống kê của Cục An toàn Thực phẩm cho biết trong quý 1 của năm 2016, Cục đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là hơn 480 triệu đồng, trong đó chủ yếu vẫn là vi phạm về chất lượng và quảng cáo. Trong khi nhiều loại rau không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn đang tràn lan trên thị trường và được tiêu thụ khá dễ dàng, còn những người nông dân trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp lại đang chật vật trên chính những cánh đồng rau sạch của mình để tìm đầu ra cho sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nam. Đây là cánh đồng thuộc Hợp tác xã Rau Hạ Vĩ, một trong những hợp tác xã rau an toàn lớn nhất của tỉnh Hà Nam. Khác với tưởng tượng của chúng tôi trước khi đến đây rằng sẽ có những cánh đồng rau lá xanh mướt, thế nhưng mà ở đây vào thời điểm này thì người nông dân chỉ có thể trồng được những loại rau như là đậu, đỗ hay cà mà thôi. Bắt đầu từ tuần này, nhà bà Tươi thu hoạch đỗ. Bà mừng bởi năm nay thời tiết thuận lợi, đỗ không mất mùa. Nhưng lo vì giá bán chẳng được là bao. Tham gia vào Hợp tác xã Rau An Toàn từ năm 2011, nhưng đến tận bây giờ, rau củ bán ra vẫn chỉ qua thương lái. Mặc cả, cỏ kè là điều tất yếu. Gái càng quen thương lái càng dầm toán 10 cái. Em chả dạ mẹ đâu mà đỗ đợt này nó xấu. Nó gió, nó khọ vào nên nó xấu, nó bán nó kém lắm bán. Chỉ thư thoảng thôi em ạ, người chị nó còn lấy nó mấy còn... Mấy ngày em nọ nó còn đẹp quá này, đấy, quả nó xấu. Thư thoảng thôi. Bán cho thương lái là vẫn họ cứ đến họ mặc cả giá mình, họ ép giá. Chẳng hạn ở đây bán 8, bán người quen đây chỉ 8.000 nhưng đấy ở thương lái xa đến bán là 9.000, 9-10.000 đấy, thương lái khi với nhau hai giá. Mua thì chưa có cái đống họ thu mua rau an toàn, cho nên là cứ bán cho các chợ nơi xa thì họ đi bán chợ nào thì cái kiểu họ cũng không biết là cái rau nào rau an toàn, cái đỗ nào đỗ an toàn được. Thực tế sản xuất rau an toàn ở các vùng trồng rau như Hạ Vĩ cho thấy trồng rau an toàn không khó, nhưng chính việc phải loay hoay với sản phẩm của mình khiến cho nhiều người muốn từ bỏ mô hình này. Thì có khác nhau không? Có khác nhau. Nếu mà dòng cái rau Việt Gáp, rau an toàn ấy, khác mấy cái rau truyền thống. Rau truyền thống thì là tưới nhiều đạm hơn,
mà cây rau nó mỡ màng hơn. Thế mà cái cây rau bây giờ Việt Kép đấy là dòng là mình cho lượng đạm nó ít hơn, một xào chỉ khoảng 8 cân thôi, mới cho kali, mới lị cho lân tăng lên thì lượng tiền chi phí thì nó cũng ngang nhau thôi. Thế nhưng mà cây rau thì nó không được mỡ màng bằng cái đằng rau truyền thống. Thế mà cái rau truyền thống người ra thị trường thì nó mỡ màng thì bán có cái lượng cao giá hơn. Hợp tác xã rau Hạ Vĩ với 27 hộ tham gia trên diện tích gần 2 hectare trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã hơn 5 năm nay. Nhưng vẫn vụ nào, rau nấy. Những người nông dân ở đây cho biết họ không có điều kiện để đầu tư cho những vụ rau trái mùa. Cái sản xuất cái rau xanh ấy là nó rất là khó. Cái thời tiết ở đây thì nếu mà nó nắng quá là cái rau ấy nó phát triển nó cũng kém. Thế và hai nữa là nếu mà sản xuất ra thì nó cũng chưa có cái đầu ra ổn định. Vì vậy là người sản xuất ra cái cây rau xanh ấy thì bán ra với cái giá thị trường nó trôi nổi thì cái hiệu quả kinh tế nó không cao. Công sức bỏ ra thì nhiều nhưng lại không được bù đắp xứng đáng. Nhiều người nông dân dù vào hợp tác xã rau an toàn nhưng vẫn phải tự tìm lối đi. Còn ở các thành phố lớn, người dân vẫn đỏ mắt tìm rau sạch. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, những năm gần đây, thành phố đã tăng cường giảng dạy bơi lội cho các học sinh phổ thông bằng cách đưa môn bơi lội vào giờ học tự chọn môn thể dục và giờ học thể thao ngoại khóa. Một trong những khó khăn của các trường là không có hồ bơi trong khuôn viên trường. Toàn thành phố chỉ có 37 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có hồ bơi, trong đó có 3 hồ bơi di động. Hiện tại các trường hợp đồng với các hồ bơi, câu lạc bộ thể thao dưới nước gần trường cho học sinh luyện tập bơi lội. Nhiều quận huyện đã làm rất tốt phương án này, tuy gặp khó khăn trong việc đưa đón học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đang tìm cách tháo gỡ để có thể tăng số lượng hồ bơi trong khuôn viên trường, giảm chi phí học bơi cho học sinh. Đối với các trường có hồ bơi, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố yêu cầu tất cả các học sinh phải được học bơi và ít nhất phải biết một kiểu bơi sau cuối cấp học. Đến thời điểm này, bậc tiểu học có 20,85% học sinh biết bơi, bậc trung học cơ sở là 37,07%, bậc trung học phổ thông là 29,53%. Thưa quý vị các bạn, con sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội có một vị trí quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này. Không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị, quân sự, giao thương kinh tế, nó còn bồi đắp phù sa giúp cho những người dân ven sông sống được nhờ trồng hoa màu, đánh bắt thủy sản và cả khai thác cát. Nhưng có lẽ sẽ có rất nhiều người phải ngạc nhiên khi biết rằng hiện tại giữa lòng thủ đô vẫn còn có những phường chài sống lênh đênh trên sông. Và những người có tuổi còn lại của phường chài ở thôn Tân Thành, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã sống cả cuộc đời gắn liền với khúc sông này. Hơn ai hết họ chính là những nhân chứng sống, chứng kiến sự tác động của công cuộc đô thị hóa, hiện đại hóa lên môi trường cũng như các điều kiện tự nhiên khác của con sông. Trước khi được nhà nước cấp đất trên bờ, những người dân thuộc thôn Tân Thành, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai sống lênh đênh bằng nghề lái đò và đánh bắt cá. Ngày xưa thì sông nước thì nước nó còn sạch sẽ thì là sinh hoạt luôn, ăn luôn, ở luôn trên thuyền. Hiện nay, thôn Tân Thành chỉ còn lại một số hộ sống bằng nghề cha ông để lại, trong đó có gia đình ông Thức. Tuy nhiên, sự can thiệp của một số hình thức đánh bắt mới hay khai thác cát vô tội vạ đã tác động mạnh không chỉ vào miếng cơm manh áo của cá nhân ông. Cá sông Hồng ngày xưa nhiều lắm, dễ làm. Bởi vì nha, không có ai đánh điện, con cá đẻ ra con cá lại lớn lên. Đấy, lại bắt được nó. Đằng này điện nó đánh cả đêm cả ngày, lưới điện rồi cua điện rồi kích điện cạnh bờ. Thế chị bảo làm sao mà bọn tôi sống được. Cái khúc sông nó nhỏ, đến lúc ngọn nước ở bên kia chị biết lũ nó đổ về bên này. Đấy, nó mới lở ở trên này. Cái cầu Vĩnh Tuy kia chị thấy không, nó đổ đất ra. Nhưng mà cuối cùng con sông rộng thế mà cuối cùng ngoài là còn công ty, còn có độ chưa được 200 mét khúc sông này, có một cái tàu đã quẹt vào chân cầu đã bị đắm đấy. Bây giờ nó sinh ra tàu cát nó hút nhiều quá, nó phá hết cả cái chỗ ăn chỗ làm, thành thử bọn tôi vất vả. Chị biết không, hút một đêm 100 khối, mà hút một đêm 7-8 thuyền, một thuyền ấy nó hút một đêm 7-8 thuyền, thì chị bảo sống làm sao, bọn tôi chịu bó tay. Hiện nay, dù có nhà trên bờ, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục sống trên thuyền và làm nghề đánh bắt theo lối truyền thống.
Tất cả mọi sinh hoạt cơ bản của họ đều gắn liền với con sông. Nói chung là bây giờ lại còn được có tí đất mà lên nhà đấy. Ngày xưa thì cũng khổ lắm, toàn ở dưới thuyền, mỗi nhà một cặp thuyền hay là một cái thuyền to như này này, ở cả nhà luôn đi. Nói chung là bây giờ nước dưới sông bây giờ là ô nhiễm nặng rồi, không như ngày trước. Ngày trước nó sạch sẽ nhiều, nhưng bây giờ chị bảo bây giờ nó quá bẩn. Các nơi toàn tống sông. Ngày xưa con chó chết trên bờ chôn xuống đất, nhưng bây giờ toàn vứt ra sông. Thế thì chị bảo có ô nhiễm không? Môi trường của sông Hồng đang mỗi ngày một biến đổi. Cơ hội để đánh bắt những con cá lớn trên khúc sông này càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhất là khi sự can thiệp của con người vào lòng sông mỗi lúc một thô bạo và thiếu kiểm soát. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết năm học tới vẫn duy trì phương thức tuyển sinh như năm ngoái, tức là xét kết quả học tập và rèn luyện 5 năm tiểu học và điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Đối với những trường đặc thù có số lượng tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu thì phải trình phương án báo cáo, tuyệt đối không được phép thi tuyển bằng các phương thức như phỏng vấn, trắc nghiệm. Theo kế hoạch thì kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 sẽ có hơn 100.000 học sinh. Phương thức xét tuyển là xét tuyển theo tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, thị xã tổ chức công tác điều tra số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn. Tiếp theo chương trình cùng đến với chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Để tìm hiểu về áp lực của người nổi tiếng, chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay là cuộc trao đổi của phóng viên Linh Đan và ca sĩ Văn Mai Hương. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng cô ca sĩ này đã từng mắc chứng trầm cảm do rắc rối từ showbiz. Sau 30 năm thảm họa nguyên tử, người dân đã quay trở lại sinh sống tại Chernobyl. Các nhà khoa học Hàn Quốc công bố hồng sâm có tác dụng tốt trong việc duy trì sự sống cho các bệnh nhân HIV và có thể là một phương thuốc mới để điều trị căn bệnh thế kỷ này. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Thế nhưng trước khi bắt đầu với phần này thì tôi muốn hỏi chị Thanh Huyền một câu là không biết là chị có muốn trở thành người nổi tiếng không ạ? Vâng, chắc chắn rồi. Trở thành người nổi tiếng là ước mơ của không chỉ riêng mình tôi mà có lẽ là của rất nhiều người. Bởi vì khi trở thành một người nổi tiếng thì sẽ có rất nhiều những người hâm mộ. Riêng đó thôi thì đã là một cái sự hấp dẫn tuyệt vời rồi. Ngoài ra thì đằng sau đó sẽ còn rất nhiều những giá trị kinh tế mà khi mình nổi tiếng mình sẽ có thể sở hữu được những giá trị vật chất nữa. Thế nhưng mà chị Thanh Huyền có bao giờ nghĩ rằng là khi mà trở thành người nổi tiếng thì mình sẽ có rất là nhiều cái áp lực sau đó? Vâng, chắc chắn rồi. Điều này thì rất đáng cân nhắc bởi vì trở thành nổi tiếng thì ai cũng muốn, nhưng cuộc sống của người nổi tiếng thì khá là khó chịu. Đời tư thì bị soi mói, áp lực từ phía dư luận. Diễn viên Tăng Thanh Hà cũng từng có suy nghĩ bỏ nghề và cô nói rằng là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là áp lực dư luận. Ai yêu nghề này thì phải chấp nhận sống cùng với dư luận và đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vĩnh viễn. Và trên khắp thế giới thì cũng có không ít ca sĩ, diễn viên, người mẫu tên tuổi đã nghĩ đến việc bỏ nghề thay vì là phải chịu áp lực làm người nổi tiếng. Vâng, rõ ràng là có những câu chuyện như vậy và các nghệ sĩ cũng có những nghệ sĩ đã có suy nghĩ như vậy. Thậm chí là họ còn tự tìm đến một cái kết đau lòng hơn để lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người hâm mộ nhiều nuối tiếc. Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện áp lực người nổi tiếng, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng phóng viên Linh Đan trò chuyện với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Một ca sĩ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, tuy nhiên thì cô ca sĩ này đã từng bị chứng trầm cảm kéo dài do những rắc rối từ showbiz mang lại. Ca sĩ Văn Mai Hương. Xin chào Văn Mai Hương, rất vui khi bạn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Có người ví Văn như thế này ạ, cuộc sống của người nổi tiếng giống như trong một bình chứa các cảnh, nơi mà mọi hành động, lời nói, tin nhắn, trạng thái tâm lý đều bị soi, bị bình phẩm và chia sẻ. Điều này mang tới áp lực không nhỏ cho bạn. Vậy đã bao giờ bạn chán ghét sự nổi tiếng hay chưa ạ? Thật ra cũng có nhiều lúc lắm chứ, tại vì cái cuộc sống của mình từ khi bắt đầu nổi tiếng nó hơi bị đảo lộn một chút xíu. Nhưng mà Hương là người mà chưa bao giờ hối hận với những gì mình làm hết. Tất cả mọi thứ trôi qua trong cuộc sống mình, những ai mà mình được gặp cũng như những gì mình gặp phải, nó đều là những cái mà mình rất đáng trân trọng bởi vì nó là cái giá trị của cuộc sống mà mình nhận được. Nên là mình không bao giờ cảm thấy hối hận khi mình đã làm bất cứ một cái gì. Thật ra mình rất là yêu nghề, đâm ra là mình
rất là trân trọng tất cả những cái đó. Sau cuộc thi Việt Nam Idol thì bạn đã trở nên nổi tiếng. Lúc đó thì bạn còn khá là trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm để đối phó với dư luận cũng như là áp lực đến từ đám đông. Bạn có nghĩ rằng đó là nguyên nhân dẫn đến khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý mà bạn đã từng chia sẻ với công chúng hay không ạ? Hương nghĩ là nó là một cái tác động khá là lớn dẫn đến một cái việc mà thực sự không đáng có xảy ra. Hương chưa bao giờ Hương nghĩ mình sẽ bị phải như vậy, tại vì thực sự từ trước đến giờ Hương là người khá là lạc quan. Nhưng mà những cái đó nó tự nhiên nó tác động vào và mình vô tình mình không biết được là mình bị vào cái tình trạng như vậy. Thật ra nó cũng khá đáng buồn, đâm ra Hương cũng không có muốn nhắc lại. Chỉ biết là sau những cái đó, sau những cái vấp váp như vậy thì bản thân Hương bây giờ yêu cuộc sống hơn rất là nhiều. Và yêu tất cả những gì mà mình đạt được. Và mình luôn luôn muốn là phải cố gắng hơn nữa để mà cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Và những lúc như vậy thì bạn có cảm thấy cô đơn trong sự tấp nập xô bồ và băng chen của showbiz hay không? Và có tìm thấy được sự đồng cảm nào từ phía người hâm mộ hay là đồng nghiệp của mình hay không ạ? Có chứ, thật ra Hương yêu tất cả những người fan hâm mộ của mình. Các bạn là những người rất là tuyệt vời, tại vì chỉ việc không có các bạn thì chắc chắn sẽ không có Hương ngày hôm nay rồi. Nhưng mà ngược lại thì là fan của Hương lại là những người mà rất là gần gũi, thân thiết với Hương. Các bạn là những người mà lúc vui hay lúc buồn cũng đều ủng hộ cũng như là ở bên cạnh mình. Và có những lúc mà mình suy sụp nhất thì các bạn vẫn luôn luôn quan tâm. Nó là những cái có thể rất nhỏ thôi nhưng mà làm cho cá nhân Hương cảm thấy mình đáng có hơn trong cuộc sống này rất nhiều. Vậy thì theo bạn những áp lực mà một người nghệ sĩ nổi tiếng như bạn phải đối mặt là gì? Hương nghĩ là sẽ có rất nhiều thứ xung quanh chúng ta mà không phải chỉ nghệ sĩ mới phải rút kinh nghiệm để mà mình xây dựng cái cuộc sống của mình. Tất cả những người mà Hương gặp trong cuộc đời mình thì đều cho Hương những cái sự trải nghiệm mà Hương cảm thấy là không chỉ mình làm nghề mình mới phải có những cái đấy, mình phải thay đổi những cái mình không có cũng như mình phải làm tốt lên những cái ưu điểm của mình, mà nếu mình không làm nghệ sĩ mình cũng cần điều đó. Hương nghĩ là như vậy. Thật ra thì Hương nghĩ là khi mà có mặt tốt, mặt xấu thì con người người ta mới cố gắng hơn. Nên là những cái điều mà đáng có, đáng quý trong cuộc sống và những cái điều không đáng có thì nó vẫn phải luôn luôn xảy ra song hành để mình có sự cố gắng hơn. Thật ra sẽ có rất là nhiều những lời ra tiếng vào về việc người ta không thích mình ở cái này mà người ta không thích mình ở cái kia. Yêu và ghét là hai phạm trù khá mong manh. Bản thân Hương chỉ luôn luôn muốn những cái người mà ghét mình á, người ta không có ghét là được. Còn để mà làm người ta yêu mình thì thực sự nó cũng là một cái điều nó khá là khó. Nhưng mà khi mà mình thấy yêu bản thân, mình nỗ lực trong cuộc sống và mình không làm gì sai sót cả thì Hương nghĩ mọi người sẽ bớt đi cái nhìn khắt khe hơn đối với mỗi người. Các khán giả đang nhìn thấy Văn Mai Hương rất lạc quan, rất là yêu đời trong cuộc sống. Thế nhưng mà không phải ai cũng được giống như bạn. Và có rất là nhiều nghệ sĩ đã phải đối mặt với những cái điều không tốt lắm khi mà gặp phải những cái sự phản ánh từ phía dư luận. Thậm chí là ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc hay Ấn Độ thì đã có những cái vụ tự tử xảy ra như là người 8 tuổi. Vậy thì theo Văn Mai Hương, việc giới hạn khai thác đời tư nghệ sĩ có phải là một giải pháp tốt giúp những người nổi tiếng cảm thấy bớt đi áp lực trong công việc và trong cuộc sống của mình hay không? Tôi nghĩ là tất nhiên rồi, tại vì thật ra đây là với cá nhân Hương thôi nhá. Sau sân khấu, sau ánh đèn, sau truyền hình thì Hương luôn luôn coi mình là một người bình thường. Tại vì Hương luôn luôn là muốn vui vẻ với tất cả mọi người, dễ thương cũng như là gọi là đại khái không phải là mình diễn, nhưng mình thực sự muốn cuộc sống của mình thoải mái hơn, chứ không phải mình phải gồng mình để cảm thấy là tôi phải ở vị trí này và tôi là phải nghiêm túc và tôi phải thế này thế kia. Hương luôn luôn muốn mọi thứ nó đều thoải mái, cho nên là khi mà người ta khai thác quá sâu vào đời tư của mình thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình bị xáo trộn, cũng như là những người thân xung quanh của mình không được thoải mái lắm. Hương nghĩ là cần có một cái giới hạn nào đó. Nhưng khi mà những người báo giới truyền thông hay bất kỳ một ai hay là quý vị khán giả mà có sự tôn trọng thì Hương nghĩ những người đó cư xử rất văn minh. Vâng, cảm ơn Văn Mai Hương rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới Văn Mai Hương sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến những bài hát thật hay cho khán giả nhé. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những lời tâm sự của Hương và xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của VTC14. Vâng thưa quý vị, rõ ràng là khi làm những việc tốt thì nghệ sĩ được cả cộng đồng tung hô yêu mến. Nhưng chỉ cần là họ có một chút sai sót, họ sẽ bị dè bỉu và công kích không thương tiếc. Đó là dư luận. Và dù có tinh thần thép như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng khó có thể vượt qua được những thị phi, những tai tiếng, những lời đồn thổi và những bình luận đầy ác ý.
Tới đây thì không biết là chị Thanh Huyền còn có muốn làm người nổi tiếng nữa hay không ạ? Và nghe qua thì có vẻ là hơi lo sợ, nhưng mà nghề chọn người như Văn Mai Hương chia sẻ thì tôi vẫn tin rằng là nếu như có một môi trường showbiz lành mạnh hơn, nơi mà nghệ sĩ hết lòng phục vụ khán giả, còn công chúng thì dành cho các anh em nghệ sĩ một sự tôn trọng nhất định, đặc biệt là đời sống riêng tư, thì có lẽ là làm người nổi tiếng sẽ không còn quá nhiều áp lực đáng sợ như thế này. Vâng, và thưa quý vị, vừa rồi đó chính là chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4. Salbutamol, chất cấm trong chăn nuôi vẫn đang được lén lút sử dụng và người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang sống trong nỗi lo lắng về việc tự đầu độc lẫn nhau. Và ngày hôm nay, các cơ quan liên quan cùng tổ chức hội thảo quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để tìm ra giải pháp vì một nền nông nghiệp sạch và cũng là để người tiêu dùng yên tâm không quay lưng lại với hàng hóa của nông dân trong nước. Cuộc thi Today's Voice Contest 2016 với chủ đề Việt Nam Josh Capital, tài sản người Việt trẻ bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay. Đây là cuộc thi dành cho giới trẻ được tổ chức hàng năm trong khuôn khổ các hoạt động của dự án Today's Voice thuộc Trung tâm UNESCO Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của cuộc thi là giúp các bạn trẻ thiết lập và nâng cao tài sản của mình, từ đó tạo một thế hệ nền tảng vững chắc trong xã hội. Sau khi kết thúc lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 11 năm 2016 vào tối qua, thì sáng ngày hôm nay, quý vị có thể tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với tân chủ nhân giải năm nay qua báo điện tử Thể thao Văn hóa. Đây là giải thưởng tôn vinh uy tín và có quy mô lớn của làng nhạc nhẹ Việt Nam, được coi là một giải Grammy của nhạc Việt. Tối nay, đêm tiệc Mãnh lực của sắc đẹp do Hoa hậu Thu Hoài tổ chức hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Ngoài khách mời ngoại quốc là diễn viên Hồ Hạnh Nhi, gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các bộ phim nổi tiếng một thời như Mẹ chồng khó tính, Mỹ nhân tâm kế và một nhóm nhạc đến từ Thái Lan, thì đêm tiệc này còn có sự xuất hiện của rất nhiều các ngôi sao đình đám trong nước như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoa hậu Phạm Hương, danh hài MC Trấn Thành. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong phần cuộc sống bốn phương. Thành phố Hanover đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ khi Đức có cuộc đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại đây ngày hôm qua. Ông Obama có chuyến thăm Đức 2 ngày để thảo luận về Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Đại Tây Dương TTIP với Thủ tướng nước này Angela Merkel. Trước lúc ông Obama đặt chân xuống Đức một ngày, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại Hanover để phản đối Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Đại Tây Dương. Cảnh sát Đức cho biết là có khoảng 35.000 người tham gia biểu tình, trong khi phía những người tổ chức khẳng định con số này là 70.000 người. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Những người ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Đại Tây Dương cho rằng Hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai quốc gia, còn những người phản đối thì e ngại Hiệp định sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường. Sau một thời gian ngừng bắn, Aleppo lại đỏ lửa trong ngày hôm qua vì những cuộc đấu súng giữa quân đội chính phủ Syria và quân nổi dậy. Giao tranh diễn ra rất quyết liệt sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ thất bại. Chính phủ Syria cho biết họ đã mở một đợt tấn công mới vào những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy ở Aleppo. Mục tiêu của đợt tấn công này là nhằm giành quyền kiểm soát con đường cuối cùng dẫn vào các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ. Nằm cách không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Aleppo là thành phố lớn nhất của Syria trước chiến tranh, là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người và là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước này. Hiện vẫn còn khoảng 300.000 người Syria vẫn đang bám trụ ở những khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng, dù nhiều nơi đã bị phá hủy bởi các đợt không kích của quân đội chính phủ. Ngày mai 26 tháng 4 sẽ đánh dấu 30 năm thảm họa nguyên tử Chernobyl khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat ở Ukraine, khi đó còn là một phần của Liên bang Xô Viết, bị nổ. Tuy nhiên, 30 năm sau thảm họa đó, sự sống đã trở lại với vùng đất chết này. Ở thị trấn Pripyat, cây cối giờ mọc tùm và che lấp những ngôi nhà bỏ hoang. Thậm chí người ta còn nghe thấy rất rõ tiếng chim trong không gian tĩnh lặng chết người. 30 năm qua, Pripyat vẫn còn đó như nhắc nhở tất cả về cuộc sống đã từng hiện hữu ở đây trước thảm họa nguyên tử Chernobyl. Và giờ, một số người dân của thị trấn đã dần dần quay trở lại. Họ cho biết họ không sợ phải sống ở đây dù nguy cơ nhiễm phóng xạ vẫn còn rất cao. Lý do là họ sinh ra tại Pripyat
và nếu chết, họ cũng sẽ chết ở Pripyat. Thảm họa nguyên tử Chernobyl được coi là thảm họa hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân. Thảm họa này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Các cơ quan chức năng Trung Quốc dự báo lũ quét có thể xảy ra tại vùng Đông Nam Tây Tạng, khu vực phía đông tỉnh Quang Đông vào tối hoặc đêm nay, 25 tháng 4. Theo đó, tối ngày hôm qua, Bộ Nguồn nước và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã công bố cảnh báo chung về nguy cơ xảy ra lũ quét tại các vùng núi của nước này đến đêm ngày hôm nay, 25 tháng 4. Dự báo lũ quét có thể xảy ra tại vùng Đông Nam Tây Tạng và khu vực phía đông tỉnh Quang Đông và đặc biệt là khu vực phía tây tỉnh Vân Nam. Trong khi đó, Bộ Đất và Tài nguyên Trung Quốc cùng Cơ quan Khí tượng cũng đưa một cảnh báo khác về nguy cơ cao xảy ra các thảm họa địa chất trong vòng một ngày tới. Mưa lớn đã kéo dài tại miền Nam Trung Quốc trong suốt một tuần qua, kéo theo nguy cơ gây lở đất và lũ lụt. Một thông tin mới đây được xem là một tham khảo cho những ai đang mắc phải căn bệnh thế kỷ. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc vừa công bố cho biết hồng sâm có tác dụng tốt trong việc duy trì sự sống cho các bệnh nhân HIV và có thể là một phương thuốc mới để điều trị căn bệnh thế kỷ này. Kết quả nghiên cứu trên của Bệnh viện Asan được công bố tại một hội thảo quốc tế về nghiên cứu HIV và thuốc kháng virus HIV đang diễn ra tại Beijing. Từ năm 1991, một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Y tế Asan do ông Cho Young-keo làm trưởng nhóm đã thử nghiệm cho bệnh nhân nhiễm HIV dùng hồng sâm. Trong đó, một số người mặc dù không dùng bất cứ loại thuốc điều trị HIV nào khác, vẫn sống và khỏe mạnh sau hơn 20 năm. Đặc biệt, một bệnh nhân nhiễm HIV từ năm 1998 còn có biểu hiện tăng số tế bào miễn dịch sau khi sử dụng hồng sâm. Người nhiễm HIV nhanh chóng bị suy giảm hệ miễn dịch. Việc sử dụng hồng sâm thường xuyên đã giúp làm chậm lại tiến trình suy giảm số tế bào miễn dịch. Tuy nhiên, theo giáo sư Cho, dù có bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi, mọi giới, nhưng với bệnh nhân nhiễm HIV thì việc dùng hồng sâm vẫn cần lưu ý những điều kiện nhất định, bởi lưu lượng hồng sâm quá cao có thể gây ra tình trạng kích thích, bồn chồn, tim đập nhanh, lo lắng, đau đầu và mất ngủ. Các nhà khoa học Anh cho biết đã xác định được toàn bộ nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 1. Nghiên cứu của họ về đích thứ 5 và quan trọng cuối cùng mà hệ miễn dịch tấn công nhầm đã được công bố trên tạp chí y khoa bệnh đái đường. Nhóm nghiên cứu của trường học Lincoln cho biết phát hiện này có thể giúp phát triển các biện pháp mới nhằm ngăn chặn và chữa trị bệnh tiểu đường loại 1. Bệnh tiểu đường loại 1 thường được gọi là bệnh tiểu đường vị thành niên vì phần lớn số bệnh nhân xảy ra ở trẻ em và người trẻ dưới 20 tuổi. Những triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường loại 1 là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều, mờ mắt, dị cảm và sụt cân. Trẻ em chậm phát triển và dễ bị nhiễm trùng. Ở bệnh tiểu đường loại 1, hệ miễn dịch đã phá hủy các tế bào beta tạo ra insulin. Đây là loại hormone cần có để duy trì lượng đường trong máu ở mức kiểm soát. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy những kháng thể đặc biệt mà người bệnh tạo ra với bệnh tiểu đường loại 1 chỉ ra có 5 đích quan trọng mà hệ miễn dịch tấn công. Tuy nhiên, nếu một số đích đã được phát hiện thì phải sau 2 thập kỷ, các nhà khoa học mới tìm ra đích cuối cùng gọi là tetraspanin 7. Để hoàn thiện nghiên cứu về nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 1. Các chuyên gia dự báo rằng trong khoảng 50 năm nữa thì 3/4 thế giới sẽ sống ở những thành phố và số xe ô tô lưu thông trên đường sẽ tăng gấp đôi. Vì thế, trong khi nhiều nhà sản xuất đều phát triển các giải pháp năng lượng điện, không có gì ngạc nhiên nếu hãng dầu Shell tập trung thiết kế một phương tiện có thể tối đa hóa vận động cá nhân và giảm thiểu năng lượng sử dụng. Khái niệm xe ô tô thành phố của Shell là sử dụng chưa đầy 1/3 năng lượng so với mức tiêu thụ năng lượng trung bình hiện nay, nghĩa là xe sẽ chỉ cần 2,6 lít xăng cho 100 km. Điều thú vị là xe chỉ cao 1,5 m, dài 2,5 m và rộng 1,3 m. Nhờ nhỏ gọn như vậy nên xe có thể dễ dàng tìm được chỗ đỗ trong thành phố. Đây là chiếc xe nằm trong dự án Project M, được hợp tác giữa hãng Shell với một chuyên gia thiết kế động cơ và một chuyên gia thiết kế mô hình. Chúng tôi đã quyết định tạo nên một chiếc xe từ con số 0, một giải pháp thực tiễn để sử dụng trong những thành phố hiện đại.
Được biết, Shell sử dụng sợi carbon tái chế, chi phí thấp để làm thân xe. Nhờ vậy, trọng lượng của xe giảm được 550 kg và năng lượng sử dụng để sản xuất cũng giảm 45% so với một chiếc ô tô thông thường đang bán trên thị trường. Một siêu thị ở Shanghai mới đây đã tạo ra sự chú ý của dư luận bằng cách bày bán các loại vỏ chai, bao bì thực phẩm rỗng trong một nỗ lực để thay đổi văn hóa mua hàng của người tiêu dùng. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu siêu thị độc đáo này qua phóng sự ngay sau đây. Từ bên ngoài nhìn vào, siêu thị Shuzhen nằm ở trung tâm thành phố Shanghai trông giống như một siêu thị bình thường với các món đồ như nước ngọt, sữa chua và thuốc lá được sắp xếp phù hợp trên kệ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì các khách hàng mới nhận ra tất cả các sản phẩm này đều là hộp, chai, bao bì rỗng của các thương hiệu nổi tiếng thường thấy trong các siêu thị ở Trung Quốc. Trong thực tế, Shuzhen là một cửa hàng nghệ thuật sắp đặt công phu với mục đích làm cho khách hàng biết về chủ nghĩa tiêu thụ và ưu tiên thương hiệu. Công trình này nhằm để phản đối chủ nghĩa tiêu thụ điên cuồng hiện nay do xã hội ngày càng phát triển. Con người thường chỉ quan tâm đến bao bì mà không để ý những thứ bên trong. Những gì tôi thực sự muốn làm là cho mọi người tập trung hơn vào những gì ở bên trong. Siêu thị này khá đặc biệt. Đây là một ý tưởng tốt vì mọi người giờ chỉ chăm chăm nhìn vào thương hiệu và những thứ bên ngoài mà không xem xét đến những cái cốt lõi ở bên trong. Được biết, siêu thị Shuzhen chính thức khai trương tại Shanghai vào ngày 8 tháng 4 vừa qua và mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm hàng ngày. Thưa quý vị, bao lâu nay thì những kho vàng của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai luôn là mục tiêu săn đuổi của các tay săn lùng đồ cổ. Mới đây thì một người trông nom bảo tàng ở Ba Lan khẳng định là anh ta đã tìm thấy kho báu nổi tiếng thế giới được đánh cắp từ Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Theo Balomi Blackbanzik, anh cho rằng mình đã tìm được căn phòng hổ phách 300 năm, được cho là bị đánh cắp cách đây hơn 70 năm. Nhiều nhân chứng ở thời điểm đó khẳng định đã nhìn thấy kho được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới này khi nó được chất lên một con tàu của Đức. Căn phòng hổ phách là quà của vua nước Phổ, là Frederick Wilhelm I. tặng cho Nga Hoàng Pius I trong năm 1716. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, căn phòng hổ phách bị Đức Quốc xã cướp đi khỏi Saint Petersburg và biến mất sau đó. Số phận của căn phòng hổ phách cho tới nay vẫn còn là một bí mật và việc tìm kiếm căn phòng này là một trong những công cuộc tìm kiếm kho báu lớn nhất thế giới. Blackbanzik tiết lộ, anh đã tìm thấy được căn phòng hổ phách được giấu trong một hệ thống đường hầm phức tạp của Đức Quốc xã. Hiện anh đang xin giấy phép để thăm dò và khám phá căn phòng bí mật ở quận Manchurian Lake. Theo các chuyên gia, nếu được tìm thấy, căn phòng hổ phách sẽ có giá trị hơn 500 triệu đô la Mỹ. Phải hơn một năm nữa, Star Wars 8 tạm dịch là cuộc chiến giữa các vì sao mới chính thức ra mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, một đoạn kịch bản phim bị rò rỉ đã phần nào thỏa mãn sự tò mò khi tiết lộ mối liên hệ giữa Rey và Anakin Skywalker. Có thể nói danh tính và thần lực bí ẩn của Rey trong Star Wars 7 đã làm dấy lên những suy đoán về nguồn gốc cô gái ve chai và làm cách nào cô có thể đánh bại được Kylo Ren. Kịch bản của bộ phim đã bị rò rỉ phần nào thỏa mãn sự tò mò khi tiết lộ mối liên hệ giữa Rey và Anakin Skywalker. Có thể nói rằng danh tính và thần lực bí ẩn của Rey trong Star Wars 7 đã làm dấy lên những suy đoán về nguồn gốc cô gái ve chai và làm cách nào cô đánh bại được Kylo Ren. Ở phần 7 trong quá trình đi săn lùng Luke Skywalker, người đã mất tích nhiều năm nay, Kylo đã bắt được Rey và cố gắng dùng thần lực để đọc suy nghĩ của cô gái nhưng bất thành. Theo thông tin rò rỉ từ Reddit, Rey chính là hóa thân của Anakin Skywalker. Trang này cũng tiết lộ rằng, tại ngôi đền Jedi đầu tiên, linh hồn của người được chọn sẽ đầu thai mỗi khi vũ trụ mất cân bằng, do đó Rey đã xuất hiện. Mặc dù cô không nhận thức được thần lực mạnh mẽ của mình, nhưng Luke có thể cảm nhận được. Rey cũng cho rằng Luke là cha cô, nhưng ông phủ nhận. Kịch bản do gì cũng giải thích tại sao Rey lớn lên ở hành tinh hoang vắng Jakku. Trong đó nói rằng lãnh đạo tối cao Snoke đã lôi kéo Kylo và ra lệnh cho hắn giết Luke và người dân. Tuy nhiên, cựu thủ lĩnh Jedi đã cứu sống một số thần dân và một trong số đó là Rey. Ông đã để Rey lại Jakku và giữ an toàn cho cô. Kịch bản này không nói nhiều về Finn và Poe Dameron, nhưng có nhắc tới lãnh chúa lâm thời Vikram.
Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Vâng, và chúc cho quý vị có một tuần mới thật nhiều hứng khởi và thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.